Phát ngôn viên Minh Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày đầu tuần của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Trước khi gửi đến quý vị những bản tin chi tiết, mở đầu xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý sau đây. Trạm vũ trụ Trung Quốc lấy được hơn 400 mẫu vật chất sau khi tiếp xúc với không gian. EU mở văn phòng ở Greenland để tìm kiếm nguyên liệu thô quan trọng. Các nhà lập pháp Pháp thông qua dự luật áp dụng hình phạt đối với thời trang nhanh. Hợp tác Trung Quốc, Angola cùng có lợi cho cả hai bên. Tòa Bạch Ốc cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza lạc quan một cách thận trọng. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết trong chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày đầu tuần. Mở đầu xin kính mời quý vị đến với phần tường trình của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay trạm vũ trụ Trung Quốc đã lấy được hơn 400 mẫu vật chất sau khi tiếp xúc với không gian. Một cánh tay robot trên trạm vũ trụ Tiangong của Trung Quốc đã chuyển thành công một cơ sở thí nghiệm ngoài tàu cùng với 407 mẫu vật liệu từ bên ngoài mô đun phòng thí nghiệm Wentan của trạm vào bên trong trạm vào tối ngày thứ Năm. Để nghiên cứu độ ổn định, độ tin cậy và tuổi thọ của các vật liệu này trong các ứng dụng không gian, các mẫu đã được di chuyển ra ngoài trạm vũ trụ vào ngày 8 tháng 3 năm ngoái để tiếp xúc với môi trường trong không gian có mức bức xạ cao, mức độ chân không cao và dao động nhiệt độ rộng. Theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Công nghệ và Kỹ thuật sử dụng không gian tại Viện Hàn Lâm Khoa học của Trung Quốc, gọi tắt là CSU, các phi hành gia dự kiến sẽ chuyển tổ hợp thu được sang mô đun phòng thí nghiệm Manhattan vào ngày thứ Sáu. Việc tháo dỡ và lưu trữ các mẫu thí nghiệm khoa học sau đó sẽ được tiến hành dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên mặt đất. EU sẽ mở văn phòng ở Greenland để tìm kiếm nguyên liệu thô quan trọng. Liên minh Âu Châu đã mở văn phòng tại Greenland khi khối này tìm cách tiếp cận nguồn dự trữ nguyên liệu thô quan trọng cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng carbon thấp của đất nước. Văn phòng này được khai trương trong chuyến viếng thăm chính thức của Ủy ban Chủ tịch là Ursula von der Leyen, người đi cùng với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Có vị trí chiến lược ở Đại Tây Dương, Greenland là lãnh thổ tự trị không phải một phần của EU mà là một phần của Vương quốc Đan Mạch, một quốc gia thành viên EU. Greenland có trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn nhất thế giới, cần thiết cho điện thoại di động và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon. Liên minh Âu Châu hay còn gọi là EU, quốc gia thiếu khả năng tiếp cận cá mỏ và chế biến nguyên liệu thô, đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia thống trị sản xuất đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Các nhà lập pháp Pháp thông qua dự luật áp dụng hình phạt đối với thời trang nhanh. Hạ viện Pháp vào hôm thứ Năm 14 tháng 3 đã thông qua dự luật trừng phạt các sản phẩm thời trang cực nhanh do các công ty như Shein của Trung Quốc bán ra nhằm giúp bù đắp tác động môi trường của chúng. Dự luật kêu gọi tăng dần mức phạt lên tới 10 euro cho mỗi mặt hàng quần áo vào năm 2030, cũng như cấm quảng cáo các sản phẩm đó. Các nhà lập pháp bỏ phiếu đã nhất trí thông qua dự luật. Dự luật này sẽ được chuyển tới Thượng viện trước khi nó có thể trở thành luật. Sự phổ biến của các nhà bán lẻ thời trang Shein và Temu vốn tăng quy mô đơn đặt hàng dựa trên nhu cầu nhờ chuỗi cung ứng cực kỳ linh hoạt đã làm gián đoạn lĩnh vực bán lẻ, trong khi những công ty lâu đời như Zara và H&M tiếp tục chủ yếu dựa vào việc dự đoán sở thích của người mua hàng. Shein cho biết trong một tuyên bố với hãng thông tấn Reuters rằng quần áo mà họ sản xuất đáp ứng nhu cầu hiện có. Điều này cho phép tỷ lệ hàng may mặc không bán được luôn ở mức thấp một con số. Trong khi những người chơi truyền thống có thể có tới 40% lượng rác thải. Hợp tác giữa Trung Quốc và Angola cùng có lợi cho cả hai bên.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Angola Charles Lourenço tại Bắc Kinh vào ngày thứ Sáu vừa qua. Ông Tập bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt tới ông Lourenço, gọi ông là người bạn cũ của người dân Trung Quốc. Mối bàn giao giữa Trung Quốc và Angola đã vượt qua thử thách của bối cảnh quốc tế đang thay đổi và tiến lên phía trước. Điều này thực sự mang lại lợi ích cho người dân cả hai quốc gia. Hợp tác giữa Trung Quốc và Angola là hợp tác Nam-Nam, tức là hợp tác giữa các nước đang phát triển. Đó là đôi bên cùng có lợi, giành được sự hợp tác giữa những người bạn tốt giúp đỡ và cùng có lợi. Đã 40 năm kể từ khi thiết lập bàn giao giữa Trung Quốc và Angola, quyết tâm phát huy tình hữu nghị truyền thống của cả hai bên ngày càng bền chặt, niềm tin vào đạt được sự phát triển chung thông qua sự đoàn kết và hợp tác đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là lời của ông Tập. Thưa ông Chủ tịch, chúng tôi rất biết ơn Trung Quốc về sự hỗ trợ đặc biệt này. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa chúng tôi rất tốt và mẫu mực. Giữa hai nước vẫn có tiềm năng phát triển lớn. Điều này cũng sẽ mang lại lợi ích của cả hai bên, ông Lourenço đã trả lời. Trong cuộc gặp, nguyên thủ quốc gia cả hai nước cũng tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện. Tòa Bạch Ốc cho biết các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza lạc quan một cách thận trọng. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Sáu vừa qua cho biết đề xuất của phiến quân Hamas về thỏa thuận ngừng bắn lấy con tin ở Gaza chắc chắn nằm trong giới hạn khả thi và bày tỏ sự lạc quan thận trọng. Hamas đã trình bày một đề xuất ngừng bắn ở Gaza với các nhà hòa giải và Hoa Kỳ, bao gồm việc thả con tin Israel để đổi lấy tự do cho các tù nhân Palestine. 100 người trong số họ đang thụ án trung thân. Theo một đề xuất mà hãng thông tấn Reuters nhìn thấy, người phát ngôn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc là John Kirby cho biết đề xuất này chắc chắn nằm trong giới hạn chung của thỏa thuận mà chúng tôi đã thực hiện trong vài tháng. Ông Kirby đã chia sẻ với các phóng viên rằng chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi việc đã hoàn tất. Và kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Quay trở lại sẽ là những tin tức cập nhật liên quan đến hơn 50 thành viên của Liên Hiệp Quốc đã lên án Nga tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine bị chiếm đóng như thế nào, hay UNICEF cảnh báo về thiệt hại thảm khốc về nhân mạng ở Sudan ra sao. Ông Putin đã nói Ukraine sẽ bị trừng phạt nếu tấn công dân thường trong những ngày bầu cử. Hay tin từ Hoa Kỳ, tiệm phở buộc phải đóng cửa vì lý do gì? Beyoncé ghi dấu ấn trong dòng nhạc đồng quê, soi sáng nguồn gốc da đen của thể loại này. Cùng với những tin tức khác mới nhất vừa được cập nhật, xin kính mời quý vị cùng đón xem trong phần tiếp theo cùng với đài truyền IBC TV.